Hôm nay, ngày 15 tháng 10 năm 2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An tổ chức kỳ họp lần thứ 3 khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ tọa kỳ họp. Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An tham dự. Đây là kỳ họp chuyên đề, các đại biểu tập trung thảo luận và thông qua các nghị quyết quan trọng về các nhóm nội dung bao gồm bảo vệ bí mật nhà nước, tài chính, ngân sách, học phí, đầu tư xây dựng cơ bản. Những nhóm nội dung này đã được triển khai thành 16 nghị quyết cụ thể. Nhóm nghị quyết đầu tư xây dựng cơ bản bao gồm dự án bờ kè các sông Bảo Định, Dàm Cỏ Tây trên địa bàn thành phố Tân An, bờ kè chống sạt lở thị xã Kiến Tường, dự án đầu tư các công trình đường tỉnh 823D nối liền Long An và thành phố Hồ Chí Minh, đường tỉnh 830E và dự án xây dựng trụ sở công an tỉnh. Dự án bờ kè sông Bảo Định và sông Dàm Cỏ trên địa bàn thành phố Tân An được các đại biểu thảo luận sôi nổi, vì đây là dự án lớn có vốn đầu tư cao, thời hạn thi công kéo dài với nhiều giai đoạn, nhiều hợp phần, công tác giải phóng mặt bằng cũng phức tạp. Các đại biểu đề nghị cần cân đối các nguồn vốn để chủ động thi công liên tục, tránh đội vốn qua các giai đoạn đầu tư. Ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giải trình các chất vấn và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu về các nghị quyết phân bổ kinh phí thường xuyên từ ngân sách trung ương năm 2021 để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An. Nghị quyết về mức thu học phí năm 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh được điều chỉnh bám sát thực tế diễn biến tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến ngành giáo dục. Điều chỉnh bám sát thực tế diễn biến tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến ngành giáo dục. Việc điều chỉnh mở rộng miễn giảm học phí đối với con em gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tạo mọi điều kiện để con em vượt khó đến trường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út giải trình, trong thời gian qua, việc thực hiện nghị quyết về chi hỗ trợ hoạt động phòng chống dịch COVID-19 gặp nhiều khó khăn, vì cùng lúc cao điểm phòng chống dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngân sách của tỉnh phải tập trung ưu tiên cân đối để đảm bảo chi cho nhiều nhiệm vụ cấp bách khác trong công tác phòng chống dịch, như chi đầu tư cơ sở vật chất, chi mua sắm thiết bị, thuốc men, vật tư y tế, chi phí cách ly y tế, chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại các bệnh viện dã chiến. Chính vì thế, Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết mới về quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ trong hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Long An để thay thế nghị quyết ngày 17 tháng 8 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế là cần thiết. Sau khi thảo luận và thống nhất điều chỉnh bổ sung với từng dự án, các đại biểu đã nhất trí thông qua 16 nghị quyết này. Kỳ họp lần thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An khóa 10 cũng đã bầu bổ sung quỹ viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Minh Hải, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh. Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cho rằng, mặc dù kỳ họp diễn ra trong tình hình cả tỉnh đang nỗ lực tập trung cho công tác phòng chống đại dịch COVID-19, nhưng các đại biểu đã cố gắng nghiên cứu kỹ nội dung các nghị quyết để có ý kiến đóng góp tập trung cụ thể, bảo đảm các nội dung kỳ họp được thảo luận thông qua trong điều kiện hạn chế về thời gian. Các nghị quyết về quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên sẽ mở đường thu hút các nhà đầu tư tham gia phát triển kinh tế. Các nghị quyết về xây dựng bờ kè chống sạt lở, đảm bảo môi trường sinh thái lâu dài. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình đột phá, các công trình trọng điểm theo nghị quyết đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ 11. Ngoài ra, mỗi đại biểu, người đứng đầu trên cương vị công tác của mình hãy phát huy tốt hơn nữa vai trò trách nhiệm cá nhân gắn với thực hiện tốt kết luận số 14 ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để góp phần thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được cũng đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đề nghị tiếp tục khảo sát, ban hành các chính sách hỗ trợ người lao động, hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn khôi phục sản xuất kinh doanh khi dịch bệnh COVID-19 được khống chế. Ông Nguyễn Văn Được đề nghị các đại biểu cần lưu ý những nội dung này trong công tác tiếp xúc cử tri, ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri về mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, phối hợp chặt chẽ với các ban thuộc Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng các nghị quyết phát triển kinh tế xã hội bám sát thực tế trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trạng thái bình thường mới.